Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lala Plus. Kênh của Lala chuyên làm các video liên quan đến chủ đề chất lượng, lĩnh vực kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, QA/QC. Và đồng thời mình có dự định làm về các công cụ chất lượng PPAP, PFMEA hay là các thuyết cải tiến nổi tiếng như là Lean, 6 Sigma trong thời gian tới. Còn thời gian này chúng ta tập trung vào xây dựng các video chia sẻ về các hệ thống quản lý chất lượng, phải không? Hệ thống quản lý chất lượng dựa theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhá. Và ngày hôm nay, video này mình sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn đặt ra cho mình. Đây, câu hỏi đấy đây. Ô, đặt trên Zalo à? Không biết làm sao anh ý có thể tìm được Zalo của mình. Và anh Vương này đã nhắn tin trực tiếp vào Zalo của mình để hỏi câu hỏi đó là: trong ISO 9001 phiên bản 2015 có bắt buộc đào tạo nhận thức ISO, đánh giá nội bộ bên ngoài, bên thứ ba hay không? Hay là nội bộ có người học có bằng chứng chỉ từ bên thứ ba cấp ấy, thì có thể tự đào tạo lại cho anh em trong công ty được không? Vậy là Nudu đã đọc xong câu hỏi của anh Vương rồi. Theo các bạn, câu hỏi này thế nào? Hãy thử trả lời câu hỏi này xem. Hãy dừng video khoảng 10 giây để suy nghĩ xem câu hỏi này đáp án là gì? Nào, 3, 2, 1. Ok, nếu đã dừng rồi thì bây giờ hãy xem đáp án của câu hỏi này trong video này nhá. Nào, chúng ta cũng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back, 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 back. Đầu tiên, mình sẽ phân tích ý cụ thể của cái câu hỏi này để cho câu hỏi nó rõ ràng cụ thể hơn. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ nói đến hai ý, đó là: ý đầu tiên đó là đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ bên ngoài có phải là yêu cầu bắt buộc của ISO 9001 hay không? Và ý thứ hai, người được học từ bên ngoài, được cấp chứng chỉ từ bên ngoài thì có thể sau khi học xong về đào tạo lại cho anh em trong công ty thì có được không? Bây giờ chúng ta hãy đi giải đáp từng ý một nhé. Với ý đầu tiên, đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ có là yêu cầu bắt buộc của ISO 9001 hay không? Theo Lulu, đáp án là gì? Tôi nghĩ là đó là yêu cầu của ISO 9001 đấy. Nhìn xem mấy cái thằng bạn tôi, công ty đứa nào mà áp dụng ISO 9001 là y như rằng chúng nó được đi ra bên ngoài đào tạo nhận thức rồi đến đánh giá nội bộ. Như thế thì chắc ISO 9001 yêu cầu rồi, chứ tự nhiên đâu ra mà được đi đào tạo sướng vậy. Tôi nói thế có đúng không? Nếu ông nghĩ là có thì ông xem điều khoản nào nói đấy, cái điều đấy. Thì đào tạo liên quan đến đánh giá nội bộ chắc là 9.2 rồi. 9.2 là đánh giá nội bộ ấy. Đây, tôi có điều khoản 9.2 đây. Ông xem có yêu cầu như thế không? Điều khoản 9.2 có hai điều khoản nhỏ, đó là 9.2.1, 9.2.2. 9.2.1 để tôi xem nào. Tổ chức phải đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch này, một cách có hiệu lực này. 9.2.1 hình như không có không ạ? Vậy thì chuyển sang 9.2.2 xem sao. 9.2.2 thì là lập kế hoạch duy trì chương trình đánh giá này, xác định chuẩn mực này, không phải không? Lựa chọn các đánh giá viên này. À, đây à, chắc là yêu cầu này rồi. Đây là yêu cầu về đánh giá viên mà, chắc là phải đi đào tạo. À, thực ra ông có thể đọc kỹ hơn. Ở đây nói là lựa chọn các đánh giá viên và thực hiện đánh giá một cách khách quan và vô tư, chứ không có nói liên quan đến việc phải đi đào tạo bên ngoài. Ồ, không phải à? Thế là ý tiếp theo nói đến đánh giá này cũng không phải này, việc khắc phục và lưu giữ thông tin dạng văn bản này. Ồ, thế không phải 9.2 đúng không ạ? Vậy thì Khoan. Sao thế? Tìm ra được điều khoản nào chứa các yêu cầu rồi? Đào tạo nhận thức hay là liên quan đến điều khoản 7.3 nhận thức nhỉ? Ông soi hộ tôi điều khoản 7.3 với. Đây, ông nhìn xem phần nhận thức có yêu cầu nào không? Ở đây là yêu cầu chính sách chất lượng này, nhận thức về mục tiêu chất lượng này, các đóng góp của họ vào hệ thống mà tác động
về sự không phù hợp này. Ồ, cũng không có yêu cầu phải đi đào tạo không ạ? Như thế này thì tôi chịu không ạ? Đáp án cho câu hỏi này là như thế nào? Ông giải đáp giúp tôi với. Đáp án đó là không có yêu cầu nào trực tiếp của ISO mà bắt doanh nghiệp phải đi ra bên ngoài đào tạo về nhận thức hay là đánh giá nội bộ của bên thứ ba. Ơ, thế sao tôi thấy đa phần các công ty nào cũng cho nhân viên đi đào tạo ở bên ngoài về nhận thức và đánh giá nội bộ nhỉ? Thực ra đó là một hành động hay là một phương án không bắt buộc nhưng để thỏa mãn điều khoản 7.2 năng lực. Ông vừa bảo với tôi là không có điều khoản nào yêu cầu đi đào tạo, bắt buộc phải đi đào tạo bên ngoài. Bây giờ ông bảo là cái hành động đấy là để thỏa mãn 7.2. Tức là 7.2 yêu cầu phải làm thế còn gì nữa? Thế mà bảo không có yêu cầu nào, không có điều khoản nào yêu cầu làm thế. Khó hiểu quá nhỉ. Tôi bảo là hành động này ấy, hành động đào tạo ở bên ngoài ấy, là để thỏa mãn điều khoản 7.2. Nhưng nó không có nghĩa là 7.2 yêu cầu bắt buộc phải làm thế nhá. Nghe tôi phân tích như này. Với điều khoản 7.2, ISO yêu cầu tổ chức phải ý A, xác định các năng lực cần thiết của người làm việc cho các quá trình đấy. Ý B, tổ chức phải đảm bảo người này phải có năng lực. Ý C, khi thích hợp thì phải có các hành động thích hợp để đạt được các năng lực cần thiết. Và rồi đánh giá tính hiệu lực của hành động đấy. Thế việc xác định các năng lực cần thiết rồi đảm bảo năng lực rồi hành động để đạt được cái năng lực đấy thì liên quan gì đến cái việc mà công ty gửi nhân sự ra bên ngoài để đi học nhận thức và đánh giá nội bộ nhỉ? Chúng ta hãy tập trung đến quá trình đánh giá nội bộ. Đánh giá nội bộ là một quá trình quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng của bất kỳ một tổ chức nào triển khai ISO 9001. Do vậy, quá trình đánh giá nội bộ cũng cần phải thỏa mãn điều khoản 7.2 này. Và điều này có ý nghĩa là việc người thực hiện đánh giá nội bộ cần phải đảm bảo về năng lực cần thiết. Nếu như không có năng lực thì làm sao mà hiểu được này, làm sao để xây dựng được và làm sao để đánh giá được hệ thống, đúng không? À, thế tức là các công ty này, tổ chức thường gửi các nhân viên của mình ra bên ngoài để đảm bảo cho nhân viên mình có năng lực cần thiết để đánh giá nội bộ. Và như thế cũng là để thỏa mãn điều khoản 7.2, năng lực luôn đấy nhỉ? Đúng vậy, ông đã hiểu rõ rồi đấy. Việc gửi nhân viên đi đào tạo là để đảm bảo người đó có đủ năng lực để xây dựng hệ thống này, hiểu cách vận hành này, và quan trọng là họ có năng lực để đánh giá nội bộ. Và mình nói rằng đây là một hành động không bắt buộc, mang tính lựa chọn thôi. Làm như vậy cũng được, mà làm kiểu khác cũng được, miễn là làm sao thỏa mãn 7.2 này. Bởi vì nếu không gửi ra ngoài đào tạo ấy, thì cũng chẳng sao cả. Mọi người có thể thấy ở trong tiêu chuẩn người ta cũng nói rõ điều này. Ngoài việc gửi ra bên thứ ba đào tạo ở bên ngoài ấy, thì tổ chức có thể sử dụng những phương án hành động khác, đó là hướng dẫn kèm cặp này, tự học hoặc là bố trí những người có kinh nghiệm làm việc này, biết về tiêu chuẩn này, hoặc là có thể thuê mướn, thuê hợp đồng những người có năng lực, hoặc là thuê các chuyên gia về ISO 9001 hoặc là các tư vấn viên chẳng hạn. Nên mới nói việc đào tạo bên thứ ba là không bắt buộc. Nhưng trong tất cả những giải pháp và phương án này thì giải pháp gửi ra bên ngoài đào tạo bên thứ ba là mình cảm thấy là tốt nhất, và nhiều công ty cũng đã lựa chọn làm theo như thế. Tôi thấy nếu mà thuê thêm người có kinh nghiệm ấy, thuê chuyên gia này hay làm hợp đồng tư vấn ấy, thì khá là tốn kém. Và người ta, những người được thuê cũng không làm lâu với mình, họ chỉ làm một thời gian ngắn thôi. Sau này khi hết hợp đồng ấy, thì họ sẽ ra đi và hệ thống sẽ thiếu đi những người vận hành và giám sát. Tôi thấy gửi người nhà mình đi đào tạo ở bên ngoài thì tối ưu hơn. Người nhà mình còn hiểu rõ về công việc này, sản phẩm này, dây chuyền của mình ấy. Học xong, họ lại có thể giúp mình xây dựng hệ thống tốt hơn. Và họ cũng chính là người duy trì hệ thống quản lý chất lượng này. Đúng là giải pháp cử đi đào tạo bên ngoài là ổn nhất. Lulu nói đúng đấy.
Rất nhiều công ty đã thấy được lợi ích của hành động và giải pháp này, nên họ đã lựa chọn làm theo như thế. Và cũng vì hầu như công ty nào cũng làm vậy, cho nên nhiều người đã lầm tưởng rằng đây là một yêu cầu của ISO 9001. Giống như cái bạn khán giả đặt ra câu hỏi này ấy, là anh ý cũng có thể nhầm lẫn như vậy. Thế chốt lại đáp án là không có yêu cầu nào trong ISO 9001 bắt buộc phải làm như thế này. Không bắt buộc phải đi đào tạo ở bên ngoài. Người ta làm thế để đảm bảo năng lực cho những nhân sự để xây dựng và vận hành cho cái việc audit, đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý chất lượng thôi, đúng không? Ừ, chuẩn rồi. Vậy ông trả lời nốt câu hỏi còn lại đi. Người trong nhà mà có chứng chỉ hoặc được đào tạo từ bên ngoài rồi ấy, thì có thể về được đào tạo lại cho anh em trong công ty, được không? Câu sau này ấy, thì dựa trên sự phân tích và ý của câu trước. Như chúng ta đã nói, không nhất thiết phải gửi tất cả các nhân viên đi ra ngoài đào tạo và nhận đào tạo từ bên thứ ba. Chúng ta còn có những giải pháp khác như là kèm cặp này, hướng dẫn ở đây này. Tức là người biết chỉ cho người không biết. Người có kiến thức về ISO 9001 mà lại có chứng chỉ bên ngoài cấp ấy, thì có thể trở về dạy và đào tạo nội bộ cho nhân viên trong công ty mình ấy. Điều đó rất là ok luôn. Ồ, có lý có lý. Chốt lại là được phép làm điều này nhé. Nếu làm được điều này còn tiết kiệm được nhiều chi phí kinh tế hơn nhiều ấy. Ờ, nếu mà làm được vậy thì tốt. Nhưng còn việc đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của hành động này có ổn hay không ấy, thì tổ chức cần phải xem xét cho kỹ nha. Có những người đi ra bên ngoài học thì rất tốt, nhưng để họ lấy kiến thức đấy về tự dạy nội bộ cho công ty của mình ấy, thì lại không giỏi, không thể cung cấp được các kiến thức, các tri thức cần thiết như là bên ngoài đào tạo, thì như thế lại không hay đâu. Tốt nhất là phải xem xét kỹ, đủ năng lực để dạy nội bộ thì hãy triển khai dạy, còn không đủ năng lực ấy, thì thôi thuê bên ngoài cho nó đảm bảo. Như vậy là mình đã trả lời câu hỏi của anh Vương đặt ra cho mình. Mình xin khẳng định lại một lần nữa, việc đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ ở bên ngoài ấy, không phải là yêu cầu bắt buộc từ trong tiêu chuẩn của ISO 9001. Nhưng đó là việc nên làm và rất nhiều tổ chức đã và đang làm điều đấy. Và nếu những ai bận rộn không thể tham gia được những khóa nhận thức đào tạo 3-4 ngày như vậy ở bên ngoài, thì các bạn có thể tham khảo khóa đào tạo ISO 9001 online của mình dành cho những người mới bắt đầu. Khóa học này được xây dựng bằng kinh nghiệm và các kiến thức của mình đúc rút trong 5 năm làm việc. Đây là một khóa học online bằng video, tức là bạn chỉ cần đăng ký một lần đầu tiên thôi mà có thể học trọn đời mãi mãi. Các bạn không phải nghỉ làm để đi học, mà với khóa học online này thì các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần các bạn có chiếc điện thoại hoặc chiếc máy tính. Nếu ai có nhu cầu nhận các video miễn phí từ khóa học này thì các bạn có thể bấm vào link đăng ký ở dưới phần mô tả. Mình sẽ gửi các video miễn phí cho các bạn khi khóa học được hoàn thành. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.